Vâng, hello mọi người nha. Xin chào mọi người đã quay kênh bán iPad của em hôm nay này, iPad iPhone. Thì hôm nay sẽ lên cho mọi người một vài mã iPad giá từ loanh quanh như dòng này là chỗ này loanh quanh hơn 1 triệu này. Con này loanh quanh hơn 1 triệu, bên dưới là loanh quanh tầm 3 triệu mọi người nhá. Cái bọn này thì loanh quanh tầm 2 triệu. Rất là ok này. Thì đầu tiên em sẽ lên từng con một và check kỹ cho mọi người nhá. Con này thì là giá hơn 1 triệu, để em xem lại nè. Con này là giá 1 triệu 6 mọi người nhá. iPad mini 2 bản 16 GB, nắp sim 4G mọi người nhá. Ngoại hình máy đây rất là ok này, chỗ nắp sim đây các bác nhá. Đó, ngoại hình máy đây cho các bác xem kỹ kỹ, mọi người để ý xem kỹ kỹ rồi mọi người chọn máy nào mọi người nhắn tin và gọi điện cho em mọi người nhá. Màn rất là ok đây. Đó, cài đặt này, giới thiệu này, con này đang chạy bản phần mềm 12.5.5 iPad mini 2 bản 16 GB 4G mọi người nhé. Màn hình rất là đẹp, ngoại hình đây, máy thì là full chức năng không lỗi lầm các bác nhé. Bắt đầu lấy thì là nhắn tin qua và là gọi điện qua đây, camera các kiểu cảm ứng rất là mượt. Mà dòng này thì là mọi người chơi game thì không chơi được mọi người nhé. Chơi được Free Fire với vẩn thôi, game nhẹ thôi. Còn dùng YouTube, Facebook các kiểu thì vẫn ok mọi người nhé. Dùng YouTube nghe nhạc, lướt web các kiểu ok cho em nhé. Đó, rất là ok. Camera này trước sau đều camera trước sau đều ok hết, không lỗi lầm. Máy thì hoàn toàn bình thường, không lỗi lầm mọi người nhé. Đó, con này là A2 mọi người nhé. Bác nào lấy thì là nhắn tin cho em lấy cho anh con A2 nhé. Đó, giá 1 triệu 600 nghìn cây bản 16 GB 4G, nắp được sim 4G các bác nhá. Rồi tiếp theo lên một cây nữa này, lên tiếp theo một cây, cây này chưa biết là cây gì đây. Trước tiên cho mọi người xem màn, màn rất là ok, rất là đẹp. Máy nguyên zin mà 12.5.7, cây này là bản 16 4G luôn mọi người nhá, vẫn là bản 16 4G, giá 1 triệu 6. Ngoại hình thì cũng rất là đẹp. Chắc là có hai cây này thôi, giá 1 triệu 600 nghìn nhé. Có tặng cho mọi người bao da và bộ sạc rồi mọi người nhé. Đây, chỗ nắp sim của máy đây. Rất là ok, rất là hợp lý. Con này là A1 nhé. Bắt đầu lấy thì là nhắn tin cho em. A1 bản wifi, nắp sim 4G. Âm thanh các kiểu đều ok hết. Máy thì là full chức năng nhé, không lỗi lầm gì cả. Cảm ứng đấy, cảm ứng rất là mượt, mà màn đẹp, cảm ứng rất là mượt. Ở dòng này thì là mọi người lướt web xem phim YouTube các kiểu ok, hợp lý. Tặng ốp da cho mọi người rồi. Camera trước sau. Đó, rất là ok. Giá cũng là 1 triệu 6 cây A1 này nha mọi người nha. Giá cũng là 1 triệu 6. Tiếp theo lên cho mọi người một cây nữa là cây E2 này. Cây E2 này thì là giá là 2 triệu rưỡi nhá. Giá 2 triệu rưỡi cũng là bản 4G mọi người nhá, lắp proxy 4G đây này. Màn như kiểu rất là đẹp. Con này là bản 16 GB 4G nhá. Cho sáng hết cỡ lên. Rồi, sáng hết cỡ rồi. Màn của máy đây, màn rất là đẹp, giá là 2 triệu 500 nghìn này. Máy của bên em bán thì là hoàn toàn là máy sạch nhá, không có iCloud ẩn hay là iCloud gì hết mọi người nhá, toàn là máy sạch hết. Đó, ngoại hình của máy đây là 2 triệu rưỡi cây này, còn đúng một cây duy nhất bản 16 thôi, giá là 2 triệu rưỡi này. Đấy, bác nào lấy thì là nhắn tin hoặc là gọi điện qua. Mã của nó là, mã của nó là cây A10 16 mọi người nhé. A16 cây này là iPad E2 bản 16 GB, nắp sim 4G. Tất cả máy thì là đều có tặng ốp cho mọi người hết nhé. Cảm ứng đây, máy thì cam kết không lỗi lầm gì hết. Mua máy thì vẫn được đổi trả trong vòng 1 tháng nên mọi người yên tâm mọi người nhé, vẫn đổi trả cho mọi người trong vòng 1 tháng luôn, nên là về sử dụng có làm sao thì lại trả lại cho em. Rất là yên tâm. Camera trước sau đều ok hết.
Đó, rất là ok. Giá của nó là 2 triệu rưỡi này. E2 bản nó có sim. Đấy, bắt đầu lấy được thì nhắn tin cho em nhá. Cây này là A16 các bác nhá. A16. Tiếp theo lên mọi người một cây nữa này. Cây này giá là hơn 1 triệu nhá. Cây này giá là 1 triệu 850 nghìn. Bắt đầu lấy được thì nhắn cho em. Màn hình của con này là màn hình 9.7. Màn hình 9.7 nhé, ngoại hình đây. Ngoại hình khá là đẹp, pin còn ngon, dòng 4-5 tiếng. Cái dòng mà iPad thì nó không báo pin nên là em sẽ không thể quay cho mọi người được ở đây mọi người nhé. Nó sẽ không báo pin đâu. Đó. Giá của con này là 1 triệu 850 nghìn nhé. Ngoại hình khá là ok cho em. A12 nhé các bác nhé. Màn với các kiểu rất là ok. Cây này với cây 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 E2 thì nó khác nhau ở cái phím phím home mọi người nhé. Một con là phím có bảo mật vân tay, một con thì không. Ngoại hình rất là ok đây. Bản 16 GB Wi-Fi nhé. iPad E1 16 GB Wi-Fi. Lấy về xem phim lướt web và hát karaoke ngon. Sử dụng khá là mượt mà. Cảm ứng các kiểu rất ok hết, pin ngon. Đấy, bắt đầu lấy được thì là nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại em để góc màn hình ấy mọi người nhá. Camera trước sau đều ok hết. Đây, âm thanh của nó đây. Đấy, riêng âm thanh và hiển thị của Apple thì không thể chê được đâu các bác nhé. Giá là 1 triệu 850 nghìn. Cây A12 này. Rồi, tiếp theo lên mọi người một cây E2 này nhé. Cây E2 này thì là bản 32 GB này. Cây E2 này là 1B mọi người nhá. Mã của nó là 1B. Ngoại hình thì đẹp, không có làm sao cả. Ngoại hình thì đẹp ngon. Và màu gold. Đó. Cảm biến nói chung là máy thì full chức năng không lỗi lầm nhé. Full chức năng hết không lỗi lầm gì cả. Cảm ứng này. Cảm ứng này, full chức năng hết không lỗi lầm gì cả. Mình không vuốt ra ngoài là được mọi người nhé. Đấy, vuốt nhanh nhiều khi vuốt ra bên ngoài mép màn hình thì nó sẽ bị tụt ra. Đó, rất là ok. Camera đây. Đó. Cây này giá 2 triệu 400 nghìn nhá. Màn của nó đây. Vẫn là màn zin mọi người nhá. Đó. Giá thì con này bản 32 GB có sim mọi người nhá. Bản 32 GB này có sim này. Giá của nó là 2 triệu 400 nghìn. Bắt đầu lấy được thì nhắn tin cho em mọi người nhá. Cây này là cây 1B, giá là 2 triệu 4. 2 triệu 400k, E2 32 GB có SIM. Tiếp theo đây là một cây mini mọi người nhé. Cây này là bản 4G 32 GB này. Giá là 1 triệu 7 này. Màn hình kiểu ngon hết, camera chức năng đầy đủ không lỗi lầm gì cả nhé. Ngoại hình thì là như video em quay đấy. Giá là 1 triệu 7 này. Vì hát karaoke chơi game nghe nhạc. Chơi game nhẹ thôi mọi người nhá. Chơi game nặng với cái máy 1 triệu 7 thì là chắc là nó không đáp ứng được đâu. Chơi game nhẹ cơ bản cho trẻ con ấy, kiểu thì ok thôi. Hoặc là hát karaoke YouTube. YouTube thì khá là mượt. YouTube con này thì mượt nhé. À, để em xem lại nào. À, con này là iPad mini 4 bản 32 GB nắp SIM mọi người nhé. Giá con này là 2 triệu 8 đấy. Giá 2 triệu 8 cho em nhé. 2 triệu 8 mini 4 32 nắp SIM. 2 triệu 800 nghìn. Tiếp theo lên đây là một con mini 3. Con này chưa có mã nhé. Con này là mini 2 bản 32 GB chứ. Mini 2 bản 32 GB nắp SIM. À không, nắp SIM.
À, cây này bản 16 nhé. Mini 2 16 có sim mọi người nhé. À chết rồi, nhầm rồi. Nhầm rồi, các bác, con này là Mini 4. Mini 4 16 có sim. Giá là 2 triệu 700 nghìn này. Mini 4 nhé, 16 nắp sim, giá là 2 triệu 7. 2 triệu 700 nghìn, bác nào lấy được thì nhắn tin hoặc gọi điện qua cho em nhé. Đấy, 2 triệu 700 nghìn. Mini 4 bản nắp sim wifi có sim 16 GB. Chức năng này đủ hết, không lỗi đâu. Mọi người mua máy thì mọi người nhắn tin qua, em sẽ quay video test máy, test phần mềm cho mọi người, gửi cho mọi người yên tâm. Chứ gần đây quay video thì em cũng chỉ quay sơ qua cho một chút thôi. Thì mọi người lấy được máy nào thì mọi người lấy. Tiếp theo con này là máy gì đây nhỉ? À, con này là A7 mọi người nha, 32 GB mini 2. 32 GB này. Mini 2 32 GB. Bản wifi nhá, ngoại hình đẹp, giá 1 triệu 6. Chỉ 1 triệu 6 thôi, mua iPad về dùng rất là sướng. Rất là sang, đi đâu cầm đi cầm lại cũng không phải ngại mọi người nhá. Cầm đi cầm lại chả ngại ai. iPad nó phải khác bọt chứ đúng không? 1 triệu 6 này, mặc dù nó 1 triệu 6 nhưng mà dùng vẫn ngon, không lỗi lầm gì cả. Đó, tiếp theo một cây nữa là bản 4G 32 giá 1 triệu 7 nhá. Mini 2 4G 32 GB giá 1 triệu 700 nghìn. À đấy, con này mã số là A8 này. 1 triệu 700 nghìn nhá. Mini 2 bản 32 GB có SIM 1 triệu 700 nghìn. Rồi, tiếp theo lên một cây nữa này. Một cây nữa là E2. Cây E2 thì là được anh em mua khá là nhiều. Đấy, cái này là 2 triệu 2 triệu 500 2 triệu 600 nghìn nhá. E2 bản 32 GB có SIM mọi người nhá. Có SIM 2 triệu 600 nghìn. Đây, máy thì là full chức năng hết, không lỗi lầm gì cả, cảm ứng cảm ứng kiểu khá là ngon. Camera trước sau. Mặt sau đây, ngoại hình. Mọi người nhìn ngoại hình rất là đẹp. Giá con này là 2 triệu 6 này. 2 triệu 6 mọi người nhá, 2B nhá. Con này mã số là 2B này. 2B. Tiếp theo con này nữa là xem bao nhiêu nhỉ? Con này cũng là 2 triệu 6 mọi người nhá. iPad E2 bản 4G 32 GB nhé, iPad E2 32 GB 4G, máy full chức năng, con này 2 triệu rưỡi thôi, 2 triệu rưỡi lấy được iPad E2 nhé mọi người nhé, E2 4G 32 GB, giá là 2 triệu rưỡi một cây. Nó đi qua cái này mình kéo không cẩn thận nó cứ bị tụt ra ấy. Chứ còn là màn ok không lỗi nào nhé, không có điểm chết, quất các kiểu ok ngon. Màn ở bên sau đây, con này là A333B mọi người ơi, 333B nhá. Màn hình đây rất là ngon, màn hình nét nét keng xà beng nhá. Đấy, màn sáng rất ok này, đều ngon. Wi-Fi wifi Bluetooth và bắt được hết nhá. Nét web xem phim ngon ngon này nhá, 2 triệu rưỡi nhá. Rồi, cho nên hai con này nữa đồng giá luôn là hai. Thôi rồi, test cho mọi người từng con một. Con này cũng là 2 triệu tư, 2 triệu tư các bạn nhé. Bản 32 GB, lắp sim 4G. Bản 32 GB lắp sim 4G. Đây, cho bác nào lấy về sử dụng nét web, nghe nhạc, xem phim rất là ok. Này, check cảm ứng cho mọi người này, khá rất là mượt. Cái dòng E2 này dùng khá là ngon, từ TikTok, YouTube hay là chơi game nhẹ như kiểu Liên Quân hay là PUBG cũng chơi tạm được mọi người nhé. Đó, ngoại hình rất là đẹp đây. Đây, chỗ nắp SIM 4G đây, cho bác nào lấy này. Máy thì là full chức năng, không lỗi lầm nhé, giá là 2 triệu 400 nghìn. iPad E2 bản 4G nhé.
2.400.000 cho bác nào nhanh tay này. Đây còn một cây 5B này nữa, là 2.500.000 nhé. Cây 5B này thì giá 2.500.000, bản cũng là bản 3, cây này 2.600.000. Cây này giá 2.600.000 mọi người nhé, 2.600.000 mới bán cây này 5B. Đó, 2.600.000. Bản 32GB 4G. Đó, bạn nào lấy được thì nhắn đi em. Đây ở bên trên đây có ba con Gen 5 mọi người này. Bản 32GB có SIM nhé. Con này A8 này là 3 triệu 2 này. Màn hình đẹp hết, full chức năng, nó chỉ có xấu cái này thôi. Rẻ hơn 200 so với máy bình thường là 3 triệu 2 nhé. Hay xấu chỗ đấy thôi, là tức là giá là 3 triệu 2 cây này. Đây. Gen 5 thì nó mượt mọi người nhé, thực chiến tất cả các game từ PUBG, Liên Quân hay là các loại vớ vẩn là chiến được hết, Gen 5 rất là ok. Đấy, bắt đầu lấy thì nhắn tin qua cho em. Còn 4G 3 triệu 2. Còn hai cây này thì là 3 triệu 3, một cây 3 triệu 3, một cây 3 triệu 4. Máy thì đẹp và màn đẹp hết. Hình đây. Một cây cấn nhẹ này 3 triệu 3 này. Còn một cây là 3 triệu 4 nhá. Đó. Thì em xin phép mọi người là sẽ kết thúc video ở đây mọi người nhá. Bắt đầu lấy được máy nào thì mọi người nhắn tin hoặc gọi điện qua cho em mọi người nhé.